Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tình trạng sốt đất ăn theo quy hoạch hạ tầng ở những năm trước thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên, hiện tại đã không còn tình trạng này. Thậm chí, vành đai 4 Hà Nội vừa khởi công nhưng giá đất ở các khu vực xung quanh vẫn rất điều hiu. Những năm trước, khi nhà nước rót vốn vào những công trình hạ tầng hay các nhà đầu tư khác phát triển dự án đô thị, giá đất thường tăng tới 45-50%. Cú hích hạ tầng khiến giá đất xung quanh công trình cầu đường hoặc quanh dự án đô thị sẽ biến động mạnh. Tìm hiểu thực tế cho thấy, hai yếu tố quy hoạch và hạ tầng đẩy giá đất tăng gấp nhiều lần. Trải qua hơn một thập niên, các công trình cầu đường, metro, đại lộ, cao tốc, vành đai ồ ạt mọc lên khiến cho giá đất khu vực lân cận phải trải qua nhiều đợt biến động. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HODA, ông Lê Hoàng Châu nhìn nhận biến động giá đất hiện nay phải chịu tác động mạnh bởi nhiều lý do: bùng nổ hạ tầng, công bố quy hoạch, chỉnh trang đô thị, hình thành các dự án mới, đầu cơ tích trữ đất đai. Như vào đầu năm 2022, tình trạng sốt đất xảy ra khắp nơi, nhất là các khu vực có thông tin quy hoạch hay đang triển khai đầu tư hạ tầng. Nhiều người giàu nhanh chỉ sau vài ngày nhờ vào việc gom đất tại các khu vực quanh đó. Nhưng tình trạng này sẽ không diễn ra lâu và không phải ai cũng may mắn. Từ giữa năm 2022, thị trường bất động sản nhanh chóng đổi chiều, đột ngột trầm lắng và suy giảm. Thanh khoản thị trường chạm đáy khiến các giao dịch gần như nằm im. Không ít nhà đầu tư gặp khó khăn vì gãy đòn bẩy tài chính từ nửa cuối năm ngoái tới nay. Nhiều trường hợp phải cắt lãi, giảm giá bán lỗ nhưng vẫn không ai mua. Tại Hà Nội, cách đây vài ngày, dự án đường Vành đai 4 được khởi công. Tuy nhiên, giá đất xung quanh không còn ăn theo hạ tầng mà vẫn trong trạng thái điều hiu. Tuyến Vành đai 4 đi qua địa bàn quận Hà Đông với chiều dài khoảng 2 km từ khu đô thị Đô Nghĩa đến quốc lộ 6. Giá đất khu vực này đã giảm từ 10-20%, một căn liền kề 75m² trong khu đô thị đang rao bán 7 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với tháng 10-2022. Khu vực Yên Nghĩa Hà Đông cũng có những vị trí hưởng lợi từ Vành đai 4 nhưng phải chứng kiến mức giảm đáng kể. Khi nhà đất giảm còn khoảng 65 triệu đồng một mét vuông từ mức 72 triệu đồng một mét vuông. Tại huyện Đan Phượng, khu vực quanh dự án là xã Tân Hội, đất mặt đường Tây Thăng Long từng rao bán 70 đến 90 triệu đồng một mét vuông vào năm trước, hiện tại đã giảm khoảng 10 đến 15 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí. Tại huyện Mê Linh, một số lô đất ven quốc lộ 23 tại xã Đại Thịnh hiện tại có giá 35 đến 45 triệu đồng một mét vuông, trong khi cuối năm 2021, khu vực này có giá trung bình là 50 triệu đồng một mét vuông. Ghi nhận trên các trang giao dịch bất động sản, tình trạng nhà đầu tư rao bán các lỗ đất nền quanh dự án Vành đai 4 tăng đáng kể. Tuy nhiên, môi giới cho biết gần như không có giao dịch thành công. Anh Mạnh Đồng, môi giới nhà đất tại Hoài Đức cho hay, giá đất nền quanh khu Vành đai 4 Hà Nội đã tăng nóng trong thời điểm bắt đầu có thông tin dự án. Hiện tại, dù dự án đã khởi công nhưng thị trường vẫn ảm đạm, khiến nhiều nhà đầu tư phải rao bán các lỗ. Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam, đầu tư ăn theo quy hoạch hạ tầng rất được ưa chuộng bởi lợi nhuận mang lại khá lớn. Tuy nhiên, không phải quy hoạch nào cũng có lợi cho thị trường và không phải nhà đầu tư nào cũng có thể ăn theo. Sau thời gian tăng giá, thời điểm này, đất nền tại các khu vực đường Vành đai 4, vùng thủ đô đi qua có tình trạng được rao bán cắt lỗ. Nhiều nhà đầu tư ôm đất khi đỉnh sốt đang như ngồi trên đống lửa vì không thể thoát được hàng. Áp lực tài chính tăng. Đất Hoài Đức, Mê Linh, Sóc Sơn gần khu vực quy hoạch Vành đai 4 giảm giá 40% nhưng không thanh khoản dù tuyến đường sắp khởi công. Anh Tuấn, một môi giới tại khu vực Hoài Đức cho biết, đầu năm ngoái anh kết nối thành công một lô đất diện tích 55m² gần mặt đường quốc lộ 32, thị trấn Trạm Trôi, giá 4,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 80 triệu đồng mỗi mét vuông. Sang năm nay, một lô đất cận kề diện tích 65m², giá giao bán là 3 tỷ đồng, tính theo đơn giá mỗi mét vuông là 45 triệu đồng. Giảm khoảng 43% so với năm ngoái. Tuy nhiên, anh cho biết thời điểm này thanh khoản khó, không có người quan tâm dù có thêm thông tin tuyến Vành đai 4 sắp được khởi công ngày 25 tháng 6 tới. Theo anh Tuấn, tại một số xã như Đức Thượng, Song Phương, An Thượng, An Khánh, khu vực từng có những cơn sốt đất, theo thông tin quy hoạch Vành đai 4, nhiều nhà đầu tư đất nền đã giảm giá từ cuối năm ngoái khi tình hình thanh khoản lao dốc. Tại xã Đức Thượng, các lô đất mặt đường trung tâm xã gần quốc lộ 32 được rao bán 50 đến 60 triệu đồng mỗi mét vuông, giảm 30% so với hơn một năm trước. Anh Nam, một môi giới nhớ lại thời điểm gần 2 năm trước, khi mới có thông tin quy hoạch đường Vành đai 4, cùng với việc nhiều huyện sắp lên quận, mỗi cuối tuần anh dẫn hàng chục lượt khách đi xem nhà đất. Anh cho hay những người mua các sản phẩm này chủ yếu là dân đầu cơ, đón thông tin quy hoạch đường Vành đai.
Thị trường bất động sản vùng ven chủ yếu là phân khúc đất dịch vụ, đất nền khi đó bước vào đợt sóng mới khiến giá bị đẩy lên rất nhanh, có nơi tăng 100% trong vòng chưa đầy một năm. Tuy nhiên hiện nay đây cũng là loại hình giảm giá sâu nhất, mất khoảng 40% so với đầu năm 2022. Thanh khoản phân khúc này hiện gần như bằng không, các lô đất trong dân cư hiện cũng không có giao dịch vì hiện việc tách thửa chưa thuận lợi, anh Nam cho hay. Theo khảo sát của VN Express, đất nền gần khu vực quy hoạch vành đai 4 tại các huyện vùng ven Hà Nội như Hoài Đức, Đan Phượng, Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tín cùng chung tình trạng ảm đạm, giảm giá từ 20 đến 40%, trái ngược với bức tranh tăng nóng gần 2 năm trước. Tại huyện Đan Phượng, đất mặt đường Tây Thăng Long thuộc xã Tân Hội từng được rao bán 70 đến 90 triệu đồng mỗi mét vuông từ hơn một năm trước, nay mỗi mét vuông giảm khoảng 20 triệu đồng. Nhiều lô giáp đường 422 Tân Lập giá rao hiện còn 40 đến 50 triệu đồng mỗi mét vuông, giảm trung bình 30% so với cuối năm 2021. Tại Mê Linh, một số lô đất ven quốc lộ 23 tại xã Đại Thịnh được chào 35 đến 45 triệu đồng mỗi mét vuông, trong khi giá trung bình cuối năm 2021 khu vực này là 50 triệu đồng. Các lô gần khu trung tâm hành chính huyện có thời điểm tới 70 triệu đồng. Mức giá hiện giảm khoảng 30 đến 35%. Bất động sản huyện Mê Linh cũng từng nóng với đất đấu giá hơn một năm trước. Nhiều lô nằm trong khu vực quy hoạch vành đai 4 như tại xã Thanh Lâm hay xã Tiền Phong, chúng đấu giá cao gấp 2 đến 3 lần mức thời điểm. Ông Lê Trung, nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội thừa nhận giá bất động sản vùng ven tăng nóng giai đoạn 2020-2021. Theo hiệu ứng vết dầu loang từ thông tin quy hoạch đường vành đai, sau gần 2 năm, hiện tượng giảm giá cũng đang lan rộng ở khu vực này, tập trung phân khúc đất nền, đất đấu giá lên đến 30 đến 40%. Ông Phạm Đức Toản, nhà sáng lập EZ Property cho biết, bất động sản ven đường vành đai 4 đều chung cảnh ảm đạm, không có người mua dù giá rao giảm mạnh. Thời điểm bất động sản sốt nóng theo thông tin quy hoạch hạ tầng, điển hình là đường vành đai đã đi qua. Theo ông, đây là diễn biến chung của thị trường nhưng cũng phản ánh một đặc thù rất đáng lưu tâm của bất động sản Việt Nam, đó là sự sốt nóng theo các thông tin hạ tầng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần có sự tỉnh táo ở đây. Thực tế đường vành đai 4 mang tính chất liên vùng và phần lớn đi trên cao qua nhiều diện tích đất nông nghiệp, khá giống đường cao tốc. Vì đây không phải trục giao thông thường xuyên đô thị nên dù có thêm thông tin khởi công hay hoàn thành cũng có thể đẩy bất động sản tăng nóng tiếp nếu không có những khu đô thị được tạo lập và hình thành dọc trục đường này. Theo nhà sáng lập EZ Property, ngay cả những khu vực liên tục hưởng lợi từ thông tin quy hoạch như Hoài Đức, Mê Linh, nhiều dự án quanh vành đai 3.5 còn chưa được lấp đầy, hàng chục dự án trong tình trạng đắp chiếu, không có người về ở thì kỳ vọng đầu tư chờ tăng giá hay khai thác cho thuê, kinh doanh xung quanh đường vành đai 4 còn rất xa xôi. Chưa kể thời gian để hoàn thành một đường vành đai không phải trong ngắn hạn mà có thể kéo dài hơn chục năm. Về phân khúc bất động sản có tiềm năng phát triển theo đường vành đai 4, ông Toản cho rằng đó là bất động sản công nghiệp và logistics. Bởi tuyến đường này đi qua các tỉnh có thế mạnh phát triển công nghiệp là Hưng Yên, Bắc Ninh. Còn theo ông Trung, những nhà đầu tư giai đoạn này cần cân nhắc đến nhiều yếu tố trước khi xuống tiền, tránh săn hàng cắt lỗ vì tiềm ẩn nhiều rủi ro cả về pháp lý và giá bán. Giá rẻ nhưng chưa chắc đã là rẻ nếu không thể về ở hay đầu tư khai thác kinh doanh. Thời điểm này, nhà đầu tư nên lựa chọn bất động sản đem đến giá trị sử dụng thực tế hơn, ông Trung nói. Vành đai 4, vùng đô thị Hà Nội dài 112 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó đoạn qua Hà Nội 58,2 km, đoạn qua Hưng Yên hơn 19 km, đoạn qua Bắc Ninh trên 25 km và tuyến nối dài 9,7 km. Dự án khởi động từ năm 2022, khởi công trong tháng 6 này, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.